Bình Khê là một trong 21 xã phường của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vùng đất này có địa hình khá phức tạp, đa dạng với đầy đủ đồng bằng, đồi núi, trung du. Và dường như chính điều đó đã tạo nên một Bình Khê với đa dạng bản sắc văn hóa. Con người Bình Khê cần cù, chịu khó trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu. 70 năm qua, với bao thăng trầm của lịch sử, hai chữ Bình Khê vẫn thực sự gợi nhớ đến một vùng quê yên bình, mộc mạc, song ẩn chứa đầy tiềm năng, nội lực và quyết tâm để trở thành một địa danh không thể không nhắc đến của thị xã Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Nói về Bình Khê, các tài liệu khảo cổ, các nghiên cứu xưa và nay cho thấy, Bình Khê đã hình thành từ lâu đời. Dưới thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm đã chọn vùng đất An Sinh xưa với núi non sơn thủy hữu tình làm nơi xây chùa, am để tu hành. Trong đó đặc biệt có chùa Ngoạ Vân và Hồ Thiên nổi tiếng thuộc xã Bình Khê ngày nay. Là một xã miền núi cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 7 km, vùng đất Bình Khê từ xưa tới nay rất đa dạng về sắc tộc như Hoa, Sán Chỉ, Nùng, Cao Lan, Mường, Tày. Tuy đa dạng về sắc tộc, nhưng nhân dân các dân tộc xã Bình Khê trong mọi giai đoạn lịch sử đều đã đoàn kết một lòng, cần cù, chịu thương chịu khó, cùng chung mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Trước và trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Đông Triều, chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bình Khê đã hăng hái, quyết tâm dốc sức đồng lòng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách như nạn đói, nạn sốt, lạc hậu, giặc cướp, song người dân Bình Khê vẫn một lòng theo đảng, tham gia xây dựng chính quyền, từng bước xây dựng quê hương thoát khỏi đói, nghèo, lạc hậu. Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do, toàn dân tộc Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Trong cuộc kháng chiến ấy, nhân dân xã Bình Khê cùng nhân dân toàn huyện Đông Triều, nay là thị xã Đông Triều, phá dỡ nhà cửa, tổ chức tản cư, thiết lập các chướng ngại vật, đào hào giao thông nhằm cản bước tiến của địch. Vùng núi phía bắc của huyện, trong đó có Bình Khê, được huyện chọn làm nơi sơ tán cho đồng bào, đồng thời là căn cứ kháng chiến của huyện. Song song với đó, lực lượng tự vệ của xã được thành lập với hàng trăm thanh niên hăng hái tham gia với hai lực lượng chính là dân quân và du kích, làm nhiệm vụ chiến đấu, trinh sát, liên lạc, canh gác và phục vụ chiến đấu. Nhiều người con của xã Bình Khê đã hy sinh hoặc bỏ lại một phần thân thể của mình trong sự nghiệp đấu tranh ấy. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân Bình Khê bắt tay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới và làm hậu phương vững chắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Còn về đời sống mà nói thì khó khăn. Khó khăn lúc đó là Bình Khê duy nhất chưa có đập biên châu. Một năm nông nghiệp sản xuất chủ yếu dựa vào hai vụ chính mà lại phụ thuộc, không có nước. Mà nền kinh tế, cuộc sống của bà con đây chủ yếu là nhập cây mía, thu nhập cây mía. Rồi thời điểm đó thì làm mía nấu ra đường thì coi như làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Mỗi một lao động một năm khoảng 10-15 cân đường làm nghĩa vụ như vậy. Thế còn các cái mặt khác thì coi như là rất là yếu kém, không có gì. Xây dựng hợp tác xã là một chủ trương lớn của Đảng sau cải cách ruộng đất. Với tinh thần đó, mặc dù còn bộn bề khó khăn, song xã Bình Khê cũng đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng mô hình hợp tác xã với ba ngọn cờ hồng, gồm hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng. Chủ đạo là phong trào khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi, mở rộng diện tích, tăng vụ, tăng năng suất, phát triển chăn nuôi, trồng rau màu. Phong trào ngày càng được mở rộng đã tạo bước ngoặt lớn trong sản xuất nông nghiệp. Lúc đầu năm 78, 79 thì như vậy là theo quy mô thôn. Thí dụ chạy thông, chạy mới, rồi làm một hợp tác xã. Còn
chạy dọc con mảng Ninh Bình và hợp tác xã. Lúc đó chưa có Tây Sơn. Sau khi người Hoa đi, do lao động thiếu, cho nên là chúng tôi mới đề nghị với huyện, huyện đồng ý. Như vậy cho tiếp nhận cái lao động của các cái xã trong huyện Đông Triều này vào đây chi viện, tức là tăng cường ở đây. Lúc đầu thì vào tham gia giữ gìn cái an ninh trật tự và tham gia sản xuất, sau đó coi như ở hẳn, cho nên bây giờ dân số chúng ta mới có như thế là. Đông Triều là địa bàn trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ với mục tiêu chính là các nút giao thông trên quốc lộ 18A, 18B và các kho tàng, bến bãi. Giai đoạn này, Bình Khê là nơi đóng quân và luyện tập của các đơn vị bộ đội, nơi dừng chân sơ tán của các cơ quan, trường học, nên công tác giữ gìn an ninh trật tự được chi bộ và chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Khẩu hiệu 30, không nghe, không biết, không thấy được thực hiện triệt đề, do đó đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đơn vị đóng quân, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đất nước hòa bình thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Là một xã miền núi, địa hình đa dạng, điều kiện khó khăn, song với truyền thống cách mạng kiên cường, cần cù, chịu khó trong lao động, nhân dân Bình Khê đã đoàn kết thống nhất một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để đưa địa phương vượt qua tình trạng đói nghèo, lạc hậu, trở thành xã phát triển khá về mọi mặt. Với cái tinh thần phát huy được cái kết quả của những cái khóa trước, thì sang khóa 2005 là khóa 21, thì ban chấp hành đảng bộ chúng tôi cũng đã tập trung nghiên cứu về tình hình của địa phương, đặc biệt là về vật nuôi cây trồng, cũng đã tập trung ra được một số nghị quyết. Một là cái thứ nhất ấy, là tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc hơn 500 ha vải để đưa cái sản lượng và đưa cái quả vải nó cái chất lượng cao để tiêu thụ sản phẩm cho dễ. Và kết quả cái năm 2001 ấy, là vải vừa được mùa được giá và đưa được cái đời sống của nhân dân lên được một bước. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp trên cái diện tích hiện có để đưa cái khoa học kỹ thuật vào để đưa năng suất sản lượng lên cao. Và kết quả năm 2001-2002 của chúng tôi đạt tới hơn 50 tạ trên 1 ha. Về vấn đề thứ ba là tập trung vào chỉ đạo nhân dân, tức là tích cực, tức là chăn nuôi, đặc biệt là con bò sữa. Lúc bây giờ là nó là cái thời kỳ ban đầu, cho nên là cái vận động nhân dân, tuyên truyền nhân dân cũng là rất khó khăn, cũng chỉ được có hơn 30 hộ tham gia. Nó liên quan đến vốn rồi kỹ thuật. Thế sau đó dần dần là năm cái nhiệm kỳ 2001-2005 thì đã phát triển được hơn 60 con bò sữa và cho được năng suất cao, và nhân dân tức là tiếp tục tức là phát triển. Đặc biệt là về trồng cây ăn quả thì đảng ủy đã tập trung bàn và đưa nhiều cái mô hình vào để sản xuất thí điểm tất cả các cái loại cây nó phù hợp với địa phương. Công cuộc đổi mới đã thực sự là một cú hích đưa Bình Khê từ một địa phương đói nghèo, lạc hậu trở thành một hình mẫu về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Thế mạnh của Bình Khê là phát triển kinh tế vườn đồi và phát triển chăn nuôi gia súc. Có thời điểm, cả xã có tới hơn 500 hectare vải thiều và hàng trăm hectare cây ăn quả các loại cùng hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm. Từ mô hình này, đời sống của người dân Bình Khê đã thực sự được cải thiện, diện mạo quê hương Bình Khê đã thực sự đổi thay và là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm của không ít địa phương bạn cả trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là tiền đề để Bình Khê phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Ghi nhận những thành tựu đặc biệt quan trọng đó, năm 2005, xã Bình Khê đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Nếu như so về trước năm 2000 thì chưa đặt vấn đề mấy, nhưng mà từ năm 2000 đến hiện nay, đời sống nhân dân là đặt vấn đề là sung túc. Đời sống nhân dân là ổn định, thu nhập cao,
Đấy, có gia đình hàng trăm, 200 triệu một năm. Và đời sống nhân dân là đồng đều. Cái tỷ lệ là nếu so với trước năm 2000 thì tỷ lệ nghèo là rất nhiều. Nhưng đến nay thì còn rất ít thôi. Và đều hình như là tất cả các cái thôn trong xã là phát triển kinh tế đều cho. Tất cả các cái chủ trương đường lối của Đảng, rồi cái nghị quyết của Đảng bộ là ra là rất trúng, phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế của địa phương và phù hợp với lòng dân. Đấy. Cho nên là nhân dân hưởng ứng và làm theo và đạt được kết quả tốt. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đã có gần 500 lượt con em xã Bình Khê ra trận tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt trận, trên các chiến trường. Trong số đó, đã có 45 người con của quê hương ra đi không trở về, gần 50 thương bệnh binh và nhiều nạn nhân chất độc hóa học. Sự mất mát hy sinh đã góp phần cùng cả nước đập tan ách thống trị, sự xâm lăng của thực dân, đế quốc, giữ vững nền độc lập dân tộc. Với những thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Khê đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 328 huân huy chương các loại. Từ trước năm 1990 trở về trước, Bình Khê là một xã nghèo của huyện Đông Triều trước đây. Về đời sống, kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương còn nhiều cái tiềm ẩn phức tạp. Hộ đói, hộ nghèo của xã thời điểm lúc bây giờ là còn 50-60% hộ đói nghèo. Đấy. Từ thực tế trên, chúng tôi đã tập trung là chỉ đạo, tập trung lãnh đạo trước hết là xây dựng cái hệ thống chính trị là trong sạch, vững mạnh, tập trung đẩy mạnh là phát triển nhanh về kinh tế, đặc biệt là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Từ cái chủ trương sát đúng nêu trên, cán bộ nhân dân địa phương của chúng tôi đã tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thu được là kết quả khá toàn diện ở trên các cái mặt công tác. Đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp trước đây để của chúng tôi một sào thu nhập là chỉ được 3-40 cân thóc. Và cho tới thời điểm hiện nay là một sào lúa của chúng tôi đã thu nhập từ 250-300 kg thóc. Đấy. Trong chăn nuôi thì có nhiều cái mô hình chuyển đổi đấy, rất là tích cực. Về hộ đói chúng tôi không còn, hộ nghèo bây giờ còn 15 hộ bằng 0,52%. Đấy. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay là 52 triệu đồng trên người trên năm. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ xã Bình Khê đã trải qua 23 kỳ đại hội. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các toàn thể quần chúng qua các kỳ kiện toàn đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, lòng dân đồng thuận đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng quê hương Bình Khê không ngừng khởi sắc. Kinh tế xã hội phát triển, sản xuất nông nghiệp từng bước được hiện đại. Nhiều loại giống và kỹ thuật canh tác mới được đưa vào áp dụng đã làm tăng năng suất các loại cây trồng, thu nhập của nông dân trong xã vì thế được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tích cực triển khai và hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hiện nay, Bình Khê là một trong ba địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi là người dân nhưng mà sống ở dưới này chúng tôi rất tự hào với cái tinh thần, vừa là tinh thần trách nhiệm, vừa là tin tưởng cái đường lối chỉ đạo chung. Tóm lại chúng tôi hiện nay đang nô nức phấn khởi và đang tiếp tục làm nhiều công trình hơn nữa, tốt hơn nữa. Bản thân sẽ cố gắng phấn đấu và đồng thời là tổ chức vận động những các cái thành viên của cơ sở, rất là công tác dân tộc, để đảm bảo vừa là công tác an ninh chính trị, vừa là xây dựng phong trào chung về công tác nông thôn đổi mới hiện nay. Đến nay, Bình Khê được coi là một trong số các địa phương phát triển về mọi mặt, kinh tế tăng trưởng mạnh. Cơ cấu kinh tế phù hợp đã giúp tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 39,7%, tỷ trọng công nghiệp thương mại, dịch vụ đạt 59,3%.
nhiều mô hình sản xuất tại gia đình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tổng giá trị thu nhập cả xã năm 2018 đạt trên 554,5 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người 52 triệu đồng một năm, gấp hơn nhiều lần so với trước đây. Đi đôi với đó, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, văn hóa xã hội phát triển, giáo dục đào tạo luôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng đầu tư. Hệ thống trường học được xây dựng kiên cố, hiện đại, chất lượng dạy học không ngừng được nâng lên. Đến nay, các trường học đều được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phát huy kế thừa truyền thống của Đảng bộ 70 năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khóa 23 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phấn đấu, thực hiện, hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23 đã đề ra, đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề án đã được phê duyệt, phấn đấu giữ vững xã anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại quá trình 70 năm xây dựng, phát triển và đi lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Khê không thể quên những năm tháng hy sinh gian khổ, chiến tranh giặc giã, thiên tai mất mùa gây nên cảnh đói nghèo lạc hậu. Nhưng ở đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Khê đã kề vai sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, đồng cam cộng khổ, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng đặt ra. Các thế hệ người dân Bình Khê đã vun đắp nên những truyền thống tốt đẹp trong lao động sản xuất, trong chiến đấu với tinh thần yêu quê hương đất nước nồng nàn. Tự hào phấn khởi trước những thành quả to lớn trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Khê luôn nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ nặng nề trong chặng đường tiếp theo. Đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến, quyết tâm phấn đấu, xây dựng quê hương Bình Khê anh hùng ngày càng giàu đẹp,